đấy là các bác đã đặt rồi. Tổng bây giờ là 8 đôi rồi các bác nha. Rất nhiều bác đã đặt rồi. Bác khách này đặt sau 3 bác nhưng bác lại đến trực tiếp bác lấy luôn. Em tranh thủ vệ sinh trước trả bác khách luôn. Còn những cặp loa kia là em nhận theo đường bưu điện, ô tô. Sáng mai em chuyển trả đơn cho bác. Sáng mai nhá, sáng mai em trả đơn cho bác theo đường ô tô. Còn bưu điện thì phải chiều ngày mai em mới đóng được. Giá 2.3 triệu tại cửa hàng, hàng đã vệ sinh như thế này. Nếu mà chưa vệ sinh sẽ khác. Nhưng mà đa phần 90% các bác thích mua hàng đã vệ sinh rồi. Các bác thấy đánh nó tê không? Loa Nhật đánh nó sướng lắm. Những quả súp này em đang chuẩn bị chuyển đi tiếp này các bác nha. Đấy. Cảm ơn bác khách đến từ Hà Nội. Bác sáng xem được cái video em đăng tải anh em bốc hàng thì bác đặt điện trước thì em mới cho anh em vệ sinh. Bình thường thì chưa vệ sinh được một đôi nào đâu, tranh thủ vệ sinh trước cho bác một đôi. Đấy, bác đến thì vừa kịp. Cảm ơn bác khách đến Hà Nội. Bác tên gì? Tên là Thành. Bác Thành, bác ở chỗ nào nhỉ? Mình ở Long Biên. Long Biên bác về đây bao cây? 38 cây. Ồ, rất là gần nhá. Đấy, em ở Long Biên rồi về em là 38 cây. 38 cây thì đi chỉ nhanh thì tiếng đâu, chưa đến tiếng các bác nhá. Đấy, các bác ở thủ đô nội về em rất là nhiều. Long Biên này, Gia Lâm này, Giáp Bát này, Mỹ Đình này. À, rồi thì Đông Anh, các huyện thành khu vực Giáp Ngọc Quang. Rồi thì Bắc Linh, Hải Dương, Hải Phòng, các bác cũng đã về với em mua sắm những bộ sản phẩm cao cấp như sản phẩm loa JBL, BMB, B3, vân vân, rất nhiều nhé. Bên em thì cực kỳ là nhiều. Bác khách này lần đầu tiên đến với em thì các bác thấy cái một cái cơ sở, bác có thấy nó rộng không? Rộng. Rộng. Quá là rộng. Và anh em thì đang kê dọn lại và đang hoàn thiện nốt những cái giá kệ bên kia các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? MotiVT, laptop các bác nhá. Đấy, BFA, Butum, rất là nhiều dòng để cung cấp cho bác. Và những sản phẩm loa JD em cũng có sẵn các bác nhá. PS Audio, rất rất là nhiều các bạn. Cảm ơn các bác và anh em trên mọi miền đã ủng hộ em.